Được biết, vào ngày 13 hàng tháng tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, quận 3, có kiều Đức Mẹ và thánh lễ. Ca đoàn Thông Vi Vu phụ trách hát kiều và thánh lễ. Đặc biệt có sự hiện diện của ca sĩ Minh Thư và nhóm nhạc Angelo. Sau thánh lễ, cũng như hàng tuần, có chia sẻ bữa cơm cho người nghèo. Cùng với bữa cơm ấy, sẽ có 500 phần quà chia sẻ cho những ai cần đến. Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phận người ăn xin. Chỉ cần ly nước thôi, chỉ cần bát cơm vơi. Vâng, ai nào đó rơi vào cảnh khó khăn mới hiểu phận người nghèo là gì. Giữa lúc cơn dịch đang nổi loạn, công ăn việc làm không còn như xưa nữa, chắc chắn cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Quanh ta và cạnh ta còn nhiều và nhiều người nghèo lắm. Để rồi mỗi người chúng ta bớt một ly cà phê, bớt đi một tô phở, bớt đi một bộ quần áo đẹp. Phải chăng là nghĩa cử thiết thực của yêu thương và lòng bác ái mà Chúa mời gọi chúng ta? Một chút gì đó chia sẻ cho người nghèo thật ý nghĩa, nhất là trong thời gian dịch bệnh này. Hy vọng, cũng như rất mong cộng đoàn cùng hiệp thông, để mỗi người chúng ta chia sẻ một chút gì đó cho người nghèo trong bữa cơm, cũng như những phần quà tại nhà thờ Mai Khôi. Sau những giây phút chia sẻ với anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn, cộng đoàn tay trong tay mình những cành hoa nhỏ dâng lên mẹ, bày tỏ lòng kính mến mẹ, trao vào tay mẹ tất cả những ước nguyện của cộng đoàn, của giáo xứ và của mọi người. Tiếng dâng lên mẹ, dâng lên mẹ những bông hoa trắng, màu trắng trong, tinh khiết từ ánh nắng ban mai của tâm hồn chúng con. Xin mẹ vui nhận và nâng đỡ tâm hồn đơn sơ, trong sáng của chúng con, cho chúng con luôn được sống trong vòng tay hiền diệu của mẹ. Dâng lên mẹ những bông hồng khoe sắc, màu hồng của sự ngọt ngào và đầy hương thơm. Xin cho tâm hồn mỗi người chúng con trở nên tươi trẻ hơn, để luôn sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Dâng lên mẹ những bông hoa vàng, sắc vàng thấm đượm tình yêu. Chúng con ca ngợi tâm hồn thanh cao, quý trọng của mẹ. Màu vàng mới biểu hiện cho cuộc đời mới. Xin mẹ luôn đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con luôn xứng đáng với tấm lòng cao cả của mẹ. Dâng lên mẹ những bông hoa tím, màu tím của lòng thủy chung, son sắc, vững bền. Xin mẹ thương giúp chúng con
để mọi người luôn biết yêu thương, trung thành, phục vụ anh chị em như Chúa Giêsu, con mẹ đã dạy. Dâng lên mẹ những sắc hoa xanh, xanh tươi thắm mang màu hy vọng và đổi mới, xanh thắm được tình chúng con yêu kính mẹ. Xin mẹ nhận lấy những bông hoa lòng của chúng con, cũng chính là những cánh hoa đời chúng con. Chúng con nguyện nên những bông hoa thắm tươi để thêm hương sắc cho vườn hoa của mẹ. Mùa hoa về rồi, muôn sắc hoa đua
nở thắm tươi, những đóa hoa thơm hương tràn hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hãy về dâng mẹ trọn tình con mến yêu. Tràn hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hãy về dâng mẹ trọn tình con mến yêu. Những đóa hoa thơm hương tràn hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hãy về dâng mẹ trọn tình con. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đồ trị Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chủ đề ngày 13 tháng 5 2021 tại Fatima năm nay được Đức Hồng Y Anthony McCall công bố: cùng với mẹ đẩy lui đại dịch, hãy mở lòng đón nhận điều mới mẻ của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chắc hẳn tất cả chúng ta hôm nay đến đây để cùng dâng thánh lễ mừng Đức Mẹ Fatima hiện ra vào ngày 13 tháng 5, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều đến với mẹ bằng những tâm tình khác nhau. Nhưng chung quy là trước hết chúng ta tạ ơn mẹ vì tất cả những ơn lành Chúa ban cho mình. Thánh lễ ngày 13 tại giáo xứ Mai Khôi, mỗi một ngày anh chị em đến càng đông hơn. Thế thì vừa rồi khi mà nhà nước và kể cả tòa giám mục cảnh báo về đại dịch đó, thì trong tâm cảm của con cũng lo lắng ghê lắm. Con thấy là bây giờ cái việc mà chúng ta đang chuẩn bị thế này thì ngưng lại buồn ghê lắm. Con nên cầu nguyện với Đức Mẹ thì chắc là Đức Mẹ cũng thúc đẩy cách nào đó. Mày cứ liều đi làm tới đi. Thì con có thưa với các cha ở đây, thưa để cho con làm.
nhưng tất nhiên phải tuân thủ 5K, 7K, 9K gì đấy. Và chắc chắn chúng ta cũng an lòng là ở đây không có ai bị Covid nữa. Và chúng ta trước hết đến đây để tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima đã này. Chắc chắn chúng ta cũng đến đây để xin ơn. Ngoài những ý nguyện mà chúng ta sướng lên đầu lễ thì ai ở đây đến xin ơn chữa lành về thể xác đâu? Giơ tay lên để cả cộng đoàn hiểu thông nào. Ai nào? Ông Michael Châu bị đau lưng đúng không? Chưa chữa cái một. Rồi ai đến đây để xin ơn bình an cho gia đình nào? Giơ tay lên coi. Ồ, còn hai tay nữa hả? Có chân giơ luôn hả? Để cộng đoàn hiểu thông. Ôi, ai đến đây để xin ơn buôn bán làm ăn phát đạt đâu, giơ tay lên coi. Cũng có đấy. Tất cả những ước nguyện đó của chúng ta hoàn toàn là chính đáng và có nền tảng từ Kinh Thánh. Chúng ta lấy bài đọc 1 được trích trong sách Các Vua quyển thứ 2, nói về ông Na-man. Ông là một người ngoại đạo, ấy vậy mà ông được một vị ngôn sứ Israel qua việc nói với ông là ông ấy đi tắm ở sông Giơ Đan và hãy được sạch bởi ông bị bệnh phong hủy. Sạch đến cái độ mà Kinh Thánh diễn tả da của ông hồng hào như một đứa trẻ cơ mà, đẹp hơn chúng ta nhiều. Là một điều là ông là người ngoại đạo mà Chúa còn ban ơn cơ mà. Ở đây mình đa phần là đạo gốc đúng không? Có ai là Tân Tòng không? Giơ tay ra. À đấy, Tân Tòng có thấy ơn chưa? Chắc chắn rồi. Nghe nói là ca đoàn Thông Vi Vu là nhiều thành viên gọi là vẫn là ngoại đạo cơ mà, phải không? Ai đâu, mấy người? Đấy. Như vậy là an tâm. Chắc chắn là Đức Mẹ chuyển cầu được ơn liền. Có nghe một câu chuyện là có một người kia khuyên một người không có đạo, khuyên một người có đạo là như thế này này. Bà nhớ khi mà đi cầu nguyện với Đức Mẹ, bà nói với Đức Mẹ là con là người không có đạo thì bà mới cho. Người khuyên như vậy đã nói dối Đức Mẹ. Nhưng mà xem chừng ra thì có đạo hay không có đạo mà đến với Đức Mẹ bằng một lòng tin á, thì chắc chắn là Thiên Chúa qua lời chuyển cầu đều được ban ơn hết. Hình ảnh của ông Na-man rõ ràng chúng ta thấy ông là người ngoại đạo. Cái việc mà ngôn sứ của Israel nói đi tắm ở cái dòng sông á, ban đầu ông đâu có chịu đâu. Nhưng mà khi mà trở về thì những người thân thiện là tùy tùng khuyên á, trời ơi, cứ tưởng làm cái việc gì lớn lao cả thể thì đi tắm sông mà mắc quá sức. Bây giờ ví dụ như là mình ví von một người ở đâu đi, ví dụ như là ở vùng nào mà toàn những người không phải đạo Công giáo mình đến đây tham dự thánh lễ, thế thì được khuyên là bây giờ cầu Đức Mẹ đi rồi ra kênh vô lọc tắm đi, thể não được sạch, có dám ra không? Chắc chắn là không. Nhưng mà ông Na-man này thì ông đã tin lời ngôn sứ, và khi ông cái dấu chỉ tắm ở dưới dòng sông đó và ông được sạch. Hình ảnh đó là một hình ảnh làm chúng ta hoàn toàn vững tin, và với một lòng tin mạnh mẽ thì Thiên Chúa sẽ ra tay. Anh chị em ở đây chắc nhiều người đã có dịp đến Fatima. Chúng ta thấy có rất nhiều cái nạn, cái xe lăn. Bởi vì do những anh chị em bị đau, bị liệt, đến đó cầu nguyện, xin ơn và Đức Mẹ đã truyền cầu chữa lành. Thế nên con xin biếu nạn cho Đức Mẹ luôn, biếu xe lăn cho Đức Mẹ luôn nhiều lắm. Như vậy là chúng ta thấy cái dấu chỉ mà Thiên Chúa trao ban
qua lòng bàn tay của Đức Mẹ thật tuyệt vời. Hơn thế nữa, sự tín thác đó làm chúng ta khi đón nhận ân ban thì chúng ta cũng có bổn phận để chia sẻ ân ban đó cho anh chị em. Được biết nhiều anh chị em đến đây ngay những ngày đầu của giáo xứ Mai Khôi tổ chức ngày 13 đó, thì bắt đầu dần dần rủ rê nhau đi, bạn bè, những người xa nghe nói cả một số anh chị em ở mãi Biên Hòa cũng lên đây dự lễ ngày 13 hàng tháng cơ mà. Giữa cái nắng trưa oi bức như thế này mà anh chị em đến đây thì quả thật là chúng ta cầu xin thì không thể nào mà Đức Mẹ không nhận lời. Và bài đọc 2 chúng ta thấy qua sách Công vụ Tông đồ, các môn đệ đã diễn tả quyền năng của Thiên Chúa bằng việc là chữa lành cho cái anh què, anh mù. Hình ảnh đó chúng ta thấy là chúng ta cũng được mời gọi. Sách Công vụ Tông đồ nói là Thánh Phêrô nói là tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này để cho anh này. Nhân danh Đức Kitô, anh hãy đứng dậy mà đi. Anh chị em mình có thể nói được câu này không? Được chứ. Mình vẫn có thể nói được câu này như thường. Nhân danh Đức Kitô, anh không chỉ là đứng dậy mà đi, anh còn được hưởng điều này, hưởng điều kia. Và hưởng niềm vui lớn nhất mà tôi đang được đây này là được Chúa yêu thương. Chắc chắn tất cả anh chị em chúng ta ngồi ở đây chịu nắng bức, chịu oi bức, kể cả là đi lễ phải đeo khẩu trang thì có vui đâu, có nhìn thấy mặt nhau đâu. Công trang điểm cả tiếng đồng hồ nhà lên đây bị mặc lại chả ai thấy, buồn chết. Nhưng mà chắc chắn điều đó diễn tả thấy được rằng cái lòng yêu mến của anh chị em với Đức Mẹ tuyệt vời lắm. Hôm nay cao đoàn Thu Vi Vu chính thức để ra mắt. Đó là một niềm vui mà anh đoàn trưởng có nói đi nói lại ở trong tu viện khi vào chào các cha cũng như ở đây trước cộng đoàn. Nhưng mà tôi thích nghĩ cái niềm vui lớn hơn là niềm vui gì? Là niềm vui chào bạn. Anh chị em Thu Vi Vu hôm nay trước thánh lễ đã trao 500 phần quà cho anh chị em khó khăn tại thành phố này. Cái hình ảnh chưa đến giờ phát quà đâu mà nhiều anh chị em đã dồn vào đây, tôi sợ. Sợ là công an nó đến nó đuổi nó giải tán bởi vì quá số lượng người. Nhưng mà ta ơn Chúa vẫn bình an. Cái niềm vui trao ban mà anh chị em các đoàn Thu Vi Vu diễn tả hôm nay đó là niềm vui cho đi, niềm vui chia sẻ. Chắc chắn anh chị em nhiều người cảm nhận mình được ơn Chúa nhiều lắm. Do đó mình tiếp tục mình trao ban ơn Chúa đó cho anh chị em xung quanh của mình. Và hơn thế nữa diễn tả và giới thiệu Chúa cho anh chị em xung quanh. Điểm thứ ba là chúng ta hôm nay nghe tin mừng Thánh Luca tường thuật về Đức Maria đi viếng thăm bà Elizabeth. Chúng ta nghe đoạn tin mừng này nhiều lần lắm rồi, quen lắm rồi. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta học nơi Mẹ cái sự tinh tế, sự hy sinh, sự quan tâm đến những người khác. Khi nghe sứ thần báo là bà chị họ Elizabeth có thai được 6 tháng đó, thì Đức Maria là vội vã lên đường. Hình như là nhiều người nói là Đức Maria khi mà sứ thần truyền tin báo là sẽ thụ thai và đứa con trong bụng là con của Thiên Chúa đó, thì chắc là đi khoe. Phụ nữ hay đi khoe lắm, đúng không? Được cái ơn cả thể mà làm mẹ Thiên Chúa mà không đi khoe ra được không? Nhưng mà không phải đâu. Đức Mẹ của chúng ta khiêm nhường lắm. Đức Mẹ không phải đi khoe, phải đi ra biết đâu.
Nhưng mà Đức Maria nghe thấy tin tin như thế thì muốn đi để giúp đỡ bà Elizabeth. Và khi đến gặp đó, chúng ta nghe bài Magnificat mà ca đoàn hát lễ hát cấp cao rồi. Cái bài ca này có thể nói là người Israel, người Do Thái, người ta ca tụng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, trải qua biết bao nhiêu năm trường, biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, và họ đã đúc kết ra cái tâm tình ta ơn Chúa đồng. Thế chúng ta học nơi mẹ cái gì? Chưa hết, chúng ta cũng học nơi mẹ. Khi chúng ta đã đón nhận được ơn Chúa đó, thì chúng ta cũng học nơi mẹ là chúng ta chia sẻ ơn Chúa cho anh chị em của mình. Đức Maria khi đến vừa gặp bà Elizabeth thôi thì bà thốt lên: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Nếu anh chị em chúng ta có Chúa đó, chúng ta đến gặp anh chị em một niềm vui rạng rỡ đó, thì người ta cũng phải thốt lên thôi: tạ ơn Chúa và cảm ơn chị, bởi đâu tôi được anh chị đại diện cho Chúa đến thăm tôi. Cái niềm vui đó là niềm vui tuyệt vời nhất. Mà chị em hôm nay trước hết cầu nguyện với mẹ, thứ hai là xin mẹ cho chúng ta học nơi mẹ ân ban, mà chúng ta sẵn sàng chia sẻ ân ban đó cho anh chị em xung quanh của mình. Với chủ đề trong ngày lễ Đức Mẹ Fatima, tại Fatima ngay hôm nay nè, thì Đức Hồng Y mời gọi là hãy mở rộng lòng ra đón nhận điều mới mẻ của Thiên Chúa. Câu triển khai này giữa cơn đại dịch, như vậy đồng nghĩa với việc trải qua gần 2 năm đại dịch, mà chúng ta làm sao có thể đọc ra được điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn trao gửi cho cả nhân loại và mỗi người chúng ta. Chắc chắn ngày xưa khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đó, thì chúng ta cũng biết là giai đoạn đó rất là nguy ở trên thế giới, và chiến tranh bắt đầu bùng nổ nhiều nơi, dần dần dẫn đến thế chiến. Thì Đức Mẹ mới kêu gọi người ta ăn năn sám hối, siêng năng lần nạt mân côi, tôn sùng trái tim mẹ để làm gì? Để người ta trở về với lòng của mình, nhìn lại thân phận con người của mình. Giữa cơn đại dịch này chắc chắn ai mà không sợ. Giữa cơn đại dịch mình sẽ thấy được rằng con người mình nó mong manh, mỏng giòn, yếu đuối lắm. Giữa cơn đại dịch này chúng ta mới thấy được rằng cái phận người mình nó bọt bèo ghê lắm. Chính vì vậy chúng ta cần phải chạy đến Chúa, và đặc biệt chạy đến với Đức Mẹ để xin ơn Đức Mẹ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có đọc ra được cái điều mới mẻ của Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy trong giữa cơn đại dịch này hay không mới là quan trọng. Khi chúng ta nhận ra thân phận mình yếu đuối, mong manh, mỏng giòn, qua việc chúng ta sợ con virus không nhìn thấy, nó nhỏ đến độ đó, thì chúng ta mới phải chạy đến Chúa và mẹ. Chúng ta mới cần đến Chúa và mẹ, cho dù nắng nôi, xa xôi, cách trở, vẫn chạy đến Chúa và mẹ. Đặc biệt trong ngày 13 tháng 5 này, một sự rất đặc biệt. Chính tất cả lòng tin, lòng yêu mến đó, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm xưa. Chúng ta hay dâng lên Chúa tất cả con người của chúng ta, tất cả tâm tư, ước mơ của chúng ta. Chúng ta hay dâng lên Chúa từng thành viên trong gia đình của mình. Chúng ta hay dâng lên Chúa tất cả người thân yêu của mình, và dâng lên Chúa cả thế giới này. Xin cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn trao gửi cho cả nhân loại trong đại dịch này. Và xin cho mọi người cũng thêm xác tín rằng
qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria thì chắc chắn chúng ta cũng được Thiên Chúa trao ban. Và khi chúng ta đã nhận lãnh được ơn của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ đó, thì chúng ta cũng biết sẵn sàng chia sẻ tình thương đó cho anh chị em của mình. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đến đây trước mặt Chúa và chúng con quy tụ nhau chung quanh mẹ Fatima. Chúng con xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ ban cho mỗi người chúng con thêm tin tưởng, yêu mến, phó thác. Xin ban cho con sức khỏe, ban ơn bình an, cho cho thế giới sớm đẩy lùi cơn đại dịch, để con có thể sống bình an, chan hòa, yêu thương nhau. Xin cho thế giới biết nhìn nhận thân phận con người chúng con yếu đuối, để chúng con biết bám chặt vào Chúa qua lời truyền cầu của Chị Nữ Maria. Amen. Tất cả là hồng ân. Thánh lễ mừng kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima kết thúc. Mọi người lại chia tay nhau ra về, cùng với niềm vui vì có mẹ ở cùng. Niềm vui ấy được nhân thêm bởi lẽ mỗi người đã làm một chút gì đó cho người nghèo, cho anh chị em kém may mắn trong mùa dịch này.